Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tối ưu toàn bộ cái NVIDIA Control Panel để giúp cho cái phần mềm dựng phim Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects hay là DaVinci dựng phim mượt hơn, và nó không còn cái hiện tượng giật lắc và xuất video nhanh gấp đôi. Và chỉ cần vài bước cài đặt thao tác đơn giản là các bạn sẽ thấy cái máy của mình cấu hình nó được hoàn thiện và nó sẽ khác hẳn. Và đây là cái bảng Control Panel, công cụ của cái NVIDIA để các bạn có thể tối ưu trực tiếp luôn tại cái bảng công cụ ở đây. Và đầu tiên thì cái mục Image Scaling. Cái Image Scaling thì các bạn sẽ tắt để tránh giảm cái chất lượng ảnh khi mà các bạn preview, và cái này nó không cần thiết cho dựng phim. Và các bạn để cái chế độ tắt. Tiếp theo cái Ambient Occlusion là dành cho game. Cái này thì nó dành cho game này ở đây. Dành cho game thì các bạn có thể tắt trong cái môi trường chỉnh sửa video, các bạn không cần dùng đến. Và tiếp theo cái mục ở dưới đây đó, cái anisotropic filtering thì các bạn để cái mục app delegation control. Rồi cái mục anisotropic filtering thì cái này để cái app delegation, thì cái này nó giữ theo cái phần mềm không cần can thiệp, cái này các bạn cứ để mặc định. Và tiếp theo ở bên dưới nữa là cái anti-aliasing FXAA. Cái FXAA này thì không cần mịn hóa hình ảnh trong video, thì các bạn để up, không cần mịn hóa ảnh trong preview video. Cái này là cái chức năng là mịn hóa trong cái preview đó. Và cái anti-aliasing gamma correction. Gamma correction thì cái này để chế độ on, thì cái này nó cải thiện ánh sáng gamma khi dựng ảnh, và các bạn sẽ để cái chế độ on. Rồi tiếp theo bên dưới anti-aliasing mode. Anti-aliasing mode thì các bạn để cái phần mềm tự nó xử lý nếu nó cần. Đây các bạn cứ để tự nó xử lý, và cái này không cần dùng đến, không cần phải enhancer, cái này cứ để mặc định tự nó xử lý. Và cái bên dưới thì nó là mờ, và cái này nó không can thiệp, mặc định, cái này cứ để mặc định, để cái tự cái card đồ họa nó nhận diện cái bảng công cụ này nó nhận diện cho cái card đồ họa của các bạn. Và bên dưới cái anti-aliasing transparency là cái này không cần thiết khi dựng video, cái này bỏ qua. Và tiếp theo cái background application max frame rate. Cái này các bạn có thể để giới hạn khung hình khi chạy nền, giúp tiết kiệm tài nguyên thì các bạn có thể để 20 thôi. Đó. Các bạn để 20. Và ok. Rồi. 20 hay 30 FPS đấy, đó. Ở cái bên dưới đây CUDA GPU thì các bạn chọn on, bắt buộc cái này bắt buộc phải dùng GPU rồi cho cái hiệu năng tối ưu, thì các bạn để cái on và ok đó. Cái CUDA Sigmem Fanback Policy. Cái này giữ mặc định để fanback nên nếu mà có sự cố về phần mềm. Là cái DSR factor là cái tắt cái chế độ siêu phân giải không cần thiết, cái này thì không cần thiết là không cần, các bạn cứ để tắt cái chế độ này đi. Và cái tiếp theo là DSR smooth, cái này cũng tắt đi để tránh can thiệp làm mềm hình. Và bên dưới là low latency mode là cái này nó là giảm độ trễ tối đa, nó giúp cho cái preview mượt hơn. Cái này là cái quan trọng này đó, các bạn nó tích vào đây. Tiếp vào đây nó tìm đến cái dòng Ultra, nó chạy cái cao nhất là cái Ultra chế độ Ultra. Rồi tiếp theo bên dưới là cái max frame rate. Cái max frame rate thì các bạn để up, các bạn để up ở cái chế độ này, cái max frame rate không cần giới hạn khung hình trong cái phần mềm dựng, để mặc định là up. Và bên dưới ở đây là multi frame sample AA thì các bạn tắt đi vì không cần mịn hóa trong cái môi trường dựng video đó. Và bên dưới là cái OpenGL thì các bạn để cái tự động, và cái này chỉ dùng phần mềm nếu yêu cầu đó. Tiếp theo bên dưới là cái OpenGL Rendering GPU thì cái này chọn đúng cái GPU mạnh nhất, là các bạn tích vào đây, chọn đúng vào đấy. Nếu mà các bạn không chọn tích vào thì nó sẽ auto select và nó sẽ chạy, nó không tối đa được cái card đồ họa và nó sẽ không nhận diện. Thì ở đây thì các bạn phải chọn cái GPU rồi. Và ở đây tích vào cái mục NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Ở đây tôi đang dùng cái 40 4060 Ti.
Và cái video này thì nó có thể áp dụng cho các bạn là các cái đời mã RTX khác nhau, ví dụ như là 20 ví dụ là 2050, 2060 hoặc là 1080, 1090 hoặc là 3060, 4060, 5060, nó giống nhau. Với các cái bảng công cụ này nó tương đối là giống nhau. Rồi tiếp theo tìm đến cái Power Management Mode. Cái Power Management Mode thì cái này nó là cái tận dụng tối đa sức mạnh của GPU. Thì các bạn sẽ tìm xuống cái mục là Prefer Maximum Performance. Cái này tận dụng tối đa cái sức mạnh của GPU thì cho nó chạy ở cái mục ở dưới. Rồi. Và tiếp theo là bên cái mục dưới là cái Shader Cache Size. Cái Shader Cache Size thì các bạn lưu shader tăng tốc thời gian render preview thì các bạn sẽ chọn vào cái mục Ultimate. Đấy, mục cao nhất là Ultimate. Rồi. Tiếp theo bên dưới là cái Texture Filtering, thì cái này để cái chế độ ập, chế độ đập để nó giữ hình ảnh gốc rõ nét. Và cái Texture Filtering đó rồi. Cái này thì các bạn sẽ để cái chế độ clump. Các bạn để cái chế độ clump. Rồi, clump là ngăn cái răng cưa và giữ cái chi tiết ảnh ổn định. Rồi. Cái bên dưới là Texture Filtering Quality. Đó, Quality thì cái nếu mà cái cấu hình của các bạn nó tương đối mạnh thì các bạn chọn cái Quality, nếu mà cần hiệu năng thì các bạn chọn cái High Performance. Thường thường thì tôi hay chạy cái High Performance. High Quality thì nó đây, nó có ba cái tốc độ này. Thì thường thường tôi nếu mà cái máy của các bạn cảm thấy là đủ mạnh thì các bạn có thể chọn cái High Performance. Có một số các bạn là hay thắc mắc là cái vấn đề mà khi mà tối ưu cái này, cái công cụ này thì có sợ máy nó cháy không, hay là có sợ máy nó bị hại máy không, thì có một điều chắc chắn là khẳng định là các bạn không có lo về cái vấn đề đấy nếu mà EVD mà đã tối ưu cho những công cụ này, mà để mà cháy thì nó bán làm sao được cho các bạn. Và cái nhu cầu của các bạn, nếu mà các bạn làm dùng là dân văn phòng mà các bạn có cấu hình xịn, các bạn không cần phải tối ưu. Hoặc là nếu mà các bạn có một cái cấu hình xịn nhưng mà các bạn dựng phim nhưng mà các bạn không biết tối ưu, thì khi mà các bạn render nó vẫn chạy là không hết tốc độ cao của nó. Và tiếp theo cái Texture Filtering Optimization hay là Optimization thì các bạn để cái chế độ on on ở đây, các bạn tập bật on lên đó. Texture Filtering thì các bạn để chế độ on, on hoặc auto đều đều được, hai cái này on hoặc auto đều được. Rồi. Ở bên dưới cái này nó chỉ có on thôi, các bạn để on nhé. Rồi. Và cái bên dưới là cái Trip Optimization đó. Ở đây cái công cụ Trip Optimization đó là cái cho phép xử lý đa luồng. Cái này thực sự là nó rất quan trọng, các bạn lưu ý nó rất quan trọng với cái Premiere Pro hoặc là AE, là Adobe After Effects hoặc là DaVinci đó. Ở đây thì các bạn sẽ dùng cái on on hoặc là auto. Ở đây tôi thường thường là hay dùng cái on, là mặc định là bật nó lên đó. Các bạn nhớ nhá, cái Trip Optimization là tôi để cái chế độ on. On hoặc auto đều được, nhưng mà tôi hay để cái chế độ on. Đấy. Ở đây cái chip buffering cái này tắt, nó cái này không cần, không cái này không cần dùng nếu mà các bạn không bật vi sinh, cái này không cần. Còn ở dưới là cái vertical sinh, là cái này nó là cái giảm trễ khung hình. Cái này nó dựng video không cần đồng bộ hóa. Đó, cái này thì tôi để cái chế độ off. Tôi khuyên dùng các bạn là để cái chế độ off. Đấy, cái này là chế độ off này, đó. Ở bên dưới tiếp theo là cái Virtual Reality là để cái chế độ mặc định thấp nhất và nó không ảnh hưởng đến cái hiệu suất dựng. Thì ở đây nó có tất cả là 1, 2, 3, 4 và User 3D Application Setting, thì tôi để cái chỗ tôi chọn cái mục 1. Các bạn lưu ý chọn mục 1. Mục 1 là để cái mặc định thấp nhất và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái hiệu suất dựng. Đó, cái này cũng khá là quan trọng.
Và tiếp theo bên dưới là cái virtual reality. Virtual reality variable rate super sampling. Cái này thì nó không liên quan đến cái edit video. Đó, thì cái này để cái chế độ up. Các bạn để up. Đó, rồi. Up. Và cuối cùng cái Vulkan OpenGL Gradient Method là cái này. Nó là cái tự động và trừ khi các bạn dùng phần mềm yêu cầu đặc biệt, ví dụ như là 3D hoặc là render mô hình thì các bạn có thể sử dụng cái này. Còn là không thì các bạn cứ để cái chế độ auto. Đó. Thì khi mà các bạn là tối ưu xong tất cả những cái công cụ ở đây mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn khi các bạn tối ưu xong thì các bạn nhớ ấn apply để cho nó lưu cái quá trình mà các bạn đã tinh chỉnh ở đây. Đó, khi các bạn đã ấn apply thì là nó sẽ nhấp các mục ở đây, là nó hiển thị, nó sẽ lưu ở đây và nó sẽ tắt cái hiện cái ở hiển thị ở màn hình đây. Đó. Như vậy là tôi chia sẻ với các bạn cái cách mà đây là cái cách mà tối ưu cái cho cái bảng công cụ Nvidia Control Panel để mà tăng tốc cái hiệu suất tối ưu cho cái xử lý video, là các bạn là làm video đồ họa các thứ, render ảnh video. Thì khi mà các bạn là tối ưu cái này xong thì rõ ràng là nó rất là mượt, và khi mà các bạn xuất video hoặc là render video thì nó sẽ nhanh gấp đôi. Đó. Như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn đến đây là kết thúc. Thì các bạn là nhớ hãy bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video mà tôi chia sẻ với các bạn có hữu ích trong cái công việc mà dùng dùng cho phim ảnh và đồ họa. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.